Dạ rồi, xin mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm một xe kiện trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Rồi, hôm nay thì vườn mai của chị Tuyền có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai ghép giống cúc thọ hương nè, cúc hoa hồng thanh tú, cúc cam bông 2436 cánh cô chú anh chị ha, không nhị đâu ha. Giá siêu rải cho cả nhà mình luôn ha. Đế VIP thân lắc lượng rất là đẹp nha. Rất mong cả nhà mình vào xem được cái nào mình ủng hộ nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, mình gặp luôn bà chủ rồi, bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi bà chủ ơi. Rồi em xin chào tất cả các cô chú anh chị yêu thích mai vàng và đam mê cây cảnh trên cả nước ha. Rồi hôm nay trở lại kênh em cũng có một số giống mai để giao lưu cùng với các cô chú anh chị ha. Rồi. Rồi cây đầu tiên của em là nói tiếp mã 20A. 20A là một cây cúc họ hương nha các cô chú anh chị. Cái thân lắc cái đế của chú anh chị mình xem kỹ kỹ ha. Thân lắc dáng long luôn cô chú anh chị ha. Đế thì cái này mai phôi rất mạnh nha các cô chú anh chị, nó đi tược nè. Nè, nó cựa gà lên nè cô chú anh chị ha. Nè, nứt nanh lên quá trời luôn ha. Đế nè cô chú anh chị. Thân lắc dáng long rất là đẹp ha. Rồi cái hoành của nó là được 17 ạ. Rồi. Chiều cao của nó là 50 ạ. Ngang của nó là được 57 ạ. Rồi. Rồi cây đầu clip mã 20A này em giao lưu với các cô chú anh chị là 1 triệu ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 22A. Rồi. 20A hay A là một cây cúc họ hương nha các cô chú anh chị. Rồi cây này tàn đều luôn cô chú anh chị. Đều tàn rất là đẹp ha. À, thoát thân cao ha, tàn thông đều ha. Củ đế có luôn, củ đế nở nha cô chú anh chị. Nở củ dưới nè, vàng ôm luôn nè cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn mà chú ơi. Hoành là được 19 ạ. Rồi. Chiều cao là được 93 ạ. Rồi. Ngang là được 80 ạ. Rồi. Rồi cây 22A này em giao lưu với các cô chú anh chị là 700 nha. Rồi mình đổi cây ha. Ai rồi, tiếp. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 23A, 20A cũng là một cây cúc họ hương luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Tàn khá nè. Lên da luôn hết cô chú anh chị ha. Bo đều gan cô chú anh chị. Rồi, đế nôm luôn ha. Rồi, hoành là được 16 ạ. Đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 89. Rồi. Ngang là 63. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 600 nha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 24A. 24A là một cây cúc họ hương nha các cô chú anh chị. Rồi, tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Thân lắc rất là đẹp luôn. Rồi, cây này mình ghép được 3 bo lớn nha cô chú anh chị. Nè, nhánh đều gan luôn cô chú anh chị, thân lắc ha. Rồi hoành là được 15 ạ. Củ có luôn cô chú anh chị ha. Chiều cao là 45. Ngang là 40. Rồi. Rồi cây 24A này em giao lưu với các cô chú anh chị là 550 nha. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo cây mã số. Hoa hồng thanh tú hả? Rồi, mã số mấy bà chủ? Mã số 25A. Rồi hoa hồng thanh tú nha các cô chú anh chị. Rồi cây thân lắc quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cái đế giữ dằn cái đế cho cái củ nè. Trời ơi. Thứ gì chịu nổi cái củ này cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Đâu ở đi với. Đó cũ luôn nha bà chủ, cũ quá chữ. Rồi cái hoành là được 21 ạ. Rồi cái cũ của nó là được 36 ạ. Rồi cái cũ ở dưới còn bự dưới nó nha cả nhà. Chiều cao là 56. Rồi. Ngang là 40. Rồi. Rồi cây mã 25A này em giao lưu với các cô chú anh chị là 1 triệu 2 nha. Rồi 1 triệu 200 ngàn bao phí vận chuyển, đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 26A. Rồi. 26A là một cây cúc họ hương nha các cô chú anh chị. Rồi cây này tàn cũng khá, ghép được 4 bo lớn nha cô chú anh chị. Thân lắc nè, rất dễ thương nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Rồi đế nôm dưới nha cô chú anh chị ha. Sổ nôm luôn ha. Cái hoành là được 12 ạ. Rồi. Chiều cao là được 35. Rồi. Ngang là được 35 luôn. Rồi. Rồi cây 26A này em giao lưu với các cô chú anh chị là 400 nha. Đổi cây. Rồi tiếp rồi, theo. Rồi tiếp theo 27A. 27A là một cây cúc họ hương nha các cô chú anh chị. Rồi. Rồi, đế nở luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cái hoành là được 16 ạ. Rồi. Chiều cao là được 66. Ngang là được 50 ạ.
Rồi cây 27A này em giao lưu với các cô chú anh chị là 550 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo mã số 28A. 28A là một cây cúc cam nha các cô chú anh chị. Rồi cây này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Ba cái này ba cái tược rừng. Lại ba cái tược rừng ha. Mấy cái này cúc cam giống mới cô chú anh chị ha. Bông nó từ 24 tới 36 cánh đó cô chú anh chị. Mình muốn mua cái này thì mình muốn xem mặt hoa cô chú anh chị. Mặt hoa giống mới này mình liên hệ với số điện thoại chị Tiền gửi mặt hoa cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Bông rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi. Rồi cái hoành là được 19 nè. Rồi. Chiều cao đo tới đây nha các cô chú anh chị, tới đây là được 58 nha các cô chú anh chị. Rồi. Em không biết đo chiều cao chỗ nào. Nó sủa xuống. Rồi tán ngang là được 65 ạ. Rồi. Rồi cây 28A này em giao lưu với các cô chú anh chị là 550 nha. Rồi, đổi cây ha. Rồi mã số 29A là một cây cúc họ Hương nha các cô chú anh chị. Cây này tàn khá là ok luôn nè cô chú anh chị. Bo già ha. Nè. Này về các cô chú anh chị lấy bo là ok luôn ha. Cây rất là sung, rất là mạnh nha cô chú anh chị. Rồi hoành là được 16 ạ. Rồi. Chiều cao là được 66. Ngang là được 70. Rồi cây 29A này em giao lưu với các cô chú anh chị là 550 nha. Đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 30A là một cây giảo tự sắn nha các cô chú anh chị. Rồi. Cây này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Cây này thì hình như là có thêm hai giống phải không bà chủ, hay là một giống? Một giống à. Mày sắn rồi. Đây này hình như có phượng hành trân nè bà, có phượng hành trân nè bà chủ ơi. Nè. Rồi, cái này có một giống thôi nha cô chú anh chị. Cái này có một giống à, mai giảo từ sắn nha các cô chú anh chị. Cái này tàn khá ha. Cái này thì có một hai nhánh hơi lơi ha, mình nói trước để cho dễ cô chú anh chị ha nè. Một nhánh, hai nhánh lơi ha. Nhưng mà bông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Bông 8, 10, 12, 15 cánh. À, bông đều khít nhặt rất là đẹp nha, bông chùm nữa nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn bà chú ơi. Rồi, cái hoành là được 14 ạ. Rồi. Chiều cao là 54. Ngang là 44. Rồi cây 30A này em giao lưu với các cô chú anh chị là 450 nha. Rồi. Rồi cây này cũng là cây cuối clip của em luôn nha các cô chú anh chị. Rồi số điện thoại giao lưu của em là 036 731 1849, cũng là số Zalo luôn ạ. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Tiền cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi clip và ủng hộ cho chị Tiền theo cái clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cái nào ủng hộ cho bộ chị Tiền nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.